Good morning các bạn. Sáng nay thức dậy ha. Hôm nay rầm rĩ vậy đó. Mẹ già sẽ về đây cúng kiến cho nên mình không có đi qua nhà chị đấy, mà mình canh chừng mẹ già. Cho nên hôm nay mình ăn ăn sáng đây. Cái món gì đây? Đây, hôm nay mình ăn sáng. Mình chiên hai cái trứng, chiên over easy, có tàu phủ, tàu hũ, bông cải, and bacon. Well, bacon tại vì mình thường thường mình không có ăn đâu, nhưng mà tại hôm nay thấy còn nhiều quá không ăn hết, nó để tủ lạnh nó hư đó, mình sẽ chiên nốt cho ăn cho hết cho rồi mua cái mới, tại vì để lâu quá không tốt. Anyway, buổi ăn sáng thì linh tinh, mình nghĩ cái này cũng ít tinh bột, maybe cái này có tinh bột chút đỉnh, tốt bột chút thôi, ít thôi, vậy là tốt cho mình. Cholesterol thì mình uống thuốc tốt lắm rồi, còn cái có cái độ đường là mình hơi bị trục trặc vấn đề đó. Bây giờ thì mình bỏ tí muối, tí tiêu cho cái trứng của mình. Mình sẽ ăn. Xin mời. Đậu hũ thì nó không có mùi vị gì hết. Để mình chấm với trứng bacon. Cái mùi bacon ăn ngon lắm mà đó. Nó mỡ nhiều lắm. Thịt bà rọi á, trứng. Nước. Happy Easter là ngày lễ phục sinh. Những ai có đạo, mình thì không có đạo, nhưng mà sáng nay thức dậy tính coi xì tóc mở lên, ủa sao nó đóng cửa. Đây là holiday Easter, hình như Easter chính thức là ngày Chủ nhật. Mình nhớ lại hôm qua mẹ già có nhắc mà. Mẹ già nói ngày mai là lễ con thỏ. Easter Bunny đó. Tại vì bên đây có cái phong tục là Easter Sunday, khi mà đi nhà thờ xong cái lấy kẹo bỏ trong cái trứng giả đó là gọi là Bunny Eggs. Trứng của con thỏ, thỏ nó đâu có đẻ trứng đâu. Nhưng mà trong đó có kẹo sô cô la này nọ rồi. Cái đem dấu tùm dấu như vậy đó thì cho mấy nít nó đi lụm. Phong tục nó gọi là Easter Egg Hunt, là đi tìm mấy con, là tìm trứng á. Cái này mình chấm với trồng đỏ ăn. Cũng vẫn chán. Sáng cho nó xong, tại vì mình không ăn uống đầy đủ đều đặn á, cái độ đường nó lên xuống bất thình lình quá không tốt cho sức khỏe. Hồi nhỏ đi làm sáng vô không có ăn uống gì hết á. Không uống cà phê, không ăn sáng. Rồi uống gì phải không? Uống Coca-Cola đó. Sáng vô đi ngang cái máy bấm cái đem vô ngồi đó uống. Bây giờ tiểu đường là đúng rồi. Quên. Ớt Tabasco.
Ăn uống nói chuyện chán quá ha. Thôi nói chuyện tào lao, nhiều người thích thích coi, thích nghe. Nói chuyện với mình cũng đọc cũng cái tin hôm kia thì nói về cô người Việt Nam ở chung hàng xóm với một bà Mỹ trắng rồi bị kỳ thị, chửi ung sùm, rồi cuối cùng bả quay video xong rồi đi thưa xong cái bả mới chịu nhận tội rồi đền, định bán nhà đền 45.000 á. Bả cái tin tức lên tin coi. Sáng nay thì có một cái tin cô gái Việt Nam 20 mấy tuổi, không biết sinh sống ở đây, mình không rõ lịch sử sao, nhưng mà cô ta nói là cô ta sống ở đây. Tin tức là cô ta là hay làm TikTok á, chị lên TikTok cằn nhằn nói là cha mẹ mới disown là gì, bỏ cha mẹ, gọi là cha mẹ từ luôn, là tại vì vấn đề là cô ta không chịu nuôi em gái, em gái đang học năm thứ ba đại học ở bên đây. Cô ta nói cô ta đâu có mắc nợ gì đâu mà phải nuôi em gái. Và vấn đề là tại vì em gái học năm thứ ba nhưng mà ăn chơi dữ lắm, xài tiền của cô ta, cho mướn nhà, cho ở rồi phải đưa cái thẻ đặng xài. Nhưng mà cô ta đi xài ăn chơi, xài 500-600 mỗi lần sạc cái tiền bill á. Cô ta gọi Việt Nam nói là không có hỗ trợ em gái nữa, bây giờ cha mẹ muốn gì đó thì cứ gửi tiền cho nó. Cha mẹ nói mày không chịu giúp em gái mày, mày là bổn phận của mày nuôi từ nhỏ lớn lên, bây giờ qua được đó kiếm được tiền thì bây giờ phải nuôi em gái với gửi tiền về nhà. Cô ta không đồng ý nên nhà từ luôn. Theo cái lối suy nghĩ của Mỹ thì thấy vậy là bất bất công bằng. Mà nói với mình thấy không có công bằng. Nếu của em gái mà đàng hoàng chịu học, tiết kiệm tiền rồi nọ, thấy ok, mình nuôi em mình. Làm chi cô ta được ăn chơi đi gì, học thì không có nói về vấn đề học giỏi hay dở gì hết, nhưng mà chỉ nói là cô ta xài tiền quá trời luôn, chị gái không chịu. Thì mình thấy cái vụ mà mình đi làm rồi mình giúp đỡ em gái đi học thì cái chuyện đó thôi. Đối với mình, người Á Đông thì mình thấy cũng không sao. Nhưng mà đối với người Mỹ thì nó nói đâu có bổn phận gì đâu. Nếu như cha mẹ mà gửi tiền, gửi con qua đây học mà có thể thì phải tiếp tục bảo trợ con gái chứ không có cần. Cái người chị đó không có bổn phận không? Đối với Mỹ thì như vậy. Còn ở Việt Nam thì nói là bắt buộc là phải cũng như là mang ơn, gọi là gì mất ta là trả, phải nói trả báo mà là gì, có ơn cha mẹ hả, có hiếu cha mẹ thì phải nuôi, gửi tiền về hoặc là gửi giúp em gái học. Chuyện linh tinh vậy mình thấy cũng ngộ. Thật thì mày nói cũng không rõ được chi tiết, tại vì trên nó nói vậy thôi chứ đâu thật ra đâu biết. Nhiều khi tình trạng khác, cha mẹ đã nuôi chị gái học 4 năm rồi được xin việc làm bên đây rồi thì bây giờ em gái phải có bổn phận lại vậy thôi. Mà nghe nói cô chị này nói nhỏ gái này nó không có, nó xài tiền quá phí đi, cái đó mình không chấp nhận. Còn cái việc nuôi nó đi học thì mình thấy ok. Yahoo nó đăng lên là tại vì cô ta cặn nhằn xong rồi cái bỏ lên TikTok á, rồi có tới 9 triệu view luôn. Nên Yahoo nó đăng.
người thì ủng hộ, người thì chửi. Cái chuyện tào lao cho những người nào thích cái chuyện tào lao. Nói trên những đề mạng nhiều cô gái đi du học bên đây cái về nói bỏ việc làm 600,000 đô về Việt Nam sống tại vì không thích ở đây. Nói thì nghe mạnh miệng lắm nhưng mà thật ra mình nghĩ nó hơi có một cái vấn đề. Nếu như cô ta du học ở đây á là không có được quyền làm, trừ khi nào mà học xong công ty nó phỏng vấn nó muốn nó mướn á, thì nó sẽ bảo lãnh cho. Ăn xong rồi, tại mình đang ăn đang nói chuyện thì có ông anh đi xuống mà thôi mình cúp đi, đại đang nói chuyện kỳ quá. Anyway, ăn sáng xong rồi, đang nói về cái cô mấy cái cô gái Việt Nam đi du học ở đây nói là bỏ việc làm 100,000 đô về Việt Nam tại vì không thích ở Mỹ. Mình thấy cái chuyện đó hơi có vấn đề là gì, khi mà học ra trường á thì du học thì đâu có thẻ xanh hoặc là đâu có cái visa để đi làm. Có trường hợp là khi công ty nó thấy cô này học giỏi nó muốn mướn thì nó sẽ bảo lãnh, mà đa số thường thường nó bảo lãnh 1 năm 2 năm thí dụ vậy đó. Mà thí dụ như thường nó hay contract cho 1 năm 2 năm việc làm thôi à, chứ không có mướn vô luôn, tại vì mướn vô luôn là phải có thẻ xanh đó. Thì mình nghĩ là trường hợp vậy đó có thể là cô ta làm được hết contract rồi công ty họ không có mướn nữa nó vậy đó, thì không có còn bảo lãnh nữa, bắt buộc phải đi về Việt Nam thôi, hoặc là phải kiếm ai cưới đàn hoặc là làm fiancé rồi ở lại, chứ còn đâu có ở đây được. Thì cô nói chuyện nghe dễ dàng, muốn nhiều hay có nhiều cô học sinh ở bên đây, sinh viên ở đây nói là thường thường ở lại làm không có chuyện dễ, phải có công ty nó bảo lãnh chứ đâu có tự nhiên mà học xong rồi muốn ở lại ở. Mình quen cũng hai cô gái học ở đây bên đây nè, cũng làm quen rồi chở đi chơi một lần thì cái đó là em của một người quen. Anyway thì nói chuyện cô ta cũng đi về Việt Nam, mà học xong hai đứa cũng đi về Việt Nam kiếm việc làm. Còn nếu muốn ở lại thì phải có công ty nó bảo lãnh. Cho nên khi mà đăng YouTube nói là mà không thích ở Mỹ nó bỏ về Việt Nam làm cho mà cho người ta thích coi chứ. Anyway, nói chuyện tào lao chút đỉnh cho có nhiều người thích xem. Bye bye. Chút nữa đi bộ. Ra đây tính gắn cái cam lên, gắn tới gắn lui sao nó gãy luôn. 20 đồng. Hello, trời nắng lên rồi, cuối cùng mình cũng gắn được tạm được cái cam ở đây để mình quay, nhưng mà không biết xài được vài lần nữa chắc nó gãy luôn á. Giờ mình phải bữa nào rảnh tìm lại cái tốt hơn để mà mình gắn cái GoPro đây nói chuyện nó dễ. Anyhow, sáng hôm nay là không có stock market, không có phải đi làm việc đi thăm mẹ già, cho nên mình cũng hơi rảnh rỗi rồi lăn xăng làm công chuyện lung tung beng hết trơn, chạy lên chạy xuống giặt đồ lau này lau nọ bỏ rác. Cuối cùng nhìn lại thấy sao mệt quá. Nhìn cái đồng hồ mình nó có hay thường nó track mình đi tới lui á, nhìn thấy mình đi lên đây xuống cầu thang 30 lần. Hèn chi mệt. Thở không ra hơi. Vừa mệt rồi vừa tức nữa. Là vậy. Các bạn biết iPhone mình á thì cứ đời này qua đời nọ đổi tới đổi lui. Rồi mình hồi xưa mình có mua một cái Apple computer to lắm, để trên desktop bự lắm. Hồi xưa là mình cái iPhone của mình sync với cái computer đó. Rồi cũng lúc sau này mình xài laptop thì cũng đời 2 đời 3 luôn.
cũng như là hai ba cái mình mua rồi đó. Cho nên mình muốn sync là mình hút, mình muốn nó cái iPhone mình nó sẽ nhạc của mình á từ cái computer cũ bỏ vào cái computer mới. Mà biết làm sao bây giờ nó cái máy cũ cũng 10 năm rồi, cho nên bây giờ nó không có cho, nghĩa là software update nữa, cho nên cứ gắn vô nó không work. Cái iPhone nó không work với cái máy cũ nữa, nó không có sync nữa. Làm tới làm lui tức quá. Mình mới copy mấy cái nhạc ở trong cái library cũ á, bỏ vào bên cái computer mới rồi mình sync nó lại. Mà cuối cùng nó cũng không đúng nữa, nó bị sao, nó cứ bị sai, mất bản nhạc này, mất bản nhạc kia lung tung bang hết. Anyway, 2-3 tiếng đồng hồ nãy giờ làm, cuối cùng thì nó cũng sync được nhạc qua. Nhưng mà mất nhiều bản nhạc của mình lắm. Thôi kệ. Trời nắng lên rồi, bây giờ mình tính đi ra công viên đi bộ một chút nè. Đi bộ một chút rồi cái đi chợ xong cái đi mua đồ ăn cho con rồi về. Bữa nay tạnh mưa, nắng lên được chút đỉnh, đẹp lắm, nhưng mà ngày mai tối nay sẽ mưa lại. Mình nghĩ chắc tuần sau thì trời nắng lại, mà nắng mà lạnh, không có nóng nha. Mình muốn hy vọng trời nó ấm ấm lại thì mình ngồi ở ngoài nướng thịt nó vui hơn. Ở ngoài mà gió lạnh ngồi thôi chịu không nổi, không có vui. À, bây giờ mình đang đường ra công viên. Ok, tao bình hẹn gặp các bạn ở công viên nha. Ra công viên đi bộ. Đi bộ nhẹ nhàng như vậy thì cái đầu gối nó dễ chịu lắm. Còn mình chạy ở trên cái treadmill, cái đầu gối mình nó hơi bị đau. Khoảng chừng 15 phút nó đau, để sợ mình ráng chịu chạy nửa tiếng 45 phút xuống cái tự nhiên nó mỏi. Mỏi mệt. Còn đi bộ nhẹ nhàng vậy thì nó dễ chịu hơn, nhưng mà nó không tác dụng lắm mình nghĩ, tại vì mình phải chạy. Nhưng mà bây giờ chịu thôi, cái tuổi già là cái đầu khớp mình nó không có còn tốt nữa. Trời hôm nay mát mẻ, mà cái áo mỏng như vậy đi thì dễ chịu lắm, không có đổ mồ hôi đâu. Mình than vậy chứ đến khi mà trời nóng lên đi bộ nó nóng nực khó chịu, mà đi nửa vòng đó, thôi làm biết đó. Còn trời mát vậy đi thì ok, tốt. Trời nắng đẹp ha. Nhìn lên bầu trời à, xanh lơ à. Xanh lơ. Không có một cái mây. Đi khúc này nhìn như rừng thông Đà Lạt nè các bạn. Bị bắt ngang qua rừng thông Đà Lạt cho các bạn xem nha. Cái hồ than thở đâu ta? Hồ than thở ở đây. Đâu có cần hồ than thở, mình than xong rồi các bạn cũng khỏi thở. Làm vlog mà than không mà than thở quá trời. Nói cho vui nha, mình chia sẻ mà. Tâm trạng lúc vui thì mình chia sẻ vui, còn lúc buồn thì mình chia sẻ buồn. Không thích thì các bạn có quyền cúp. Đi vô đường mòn. Công viên này đi một vòng là khoảng 2 km. Xong một vòng mà nếu như mình còn thấy chưa mệt á thì mình đi thêm vòng nữa. Cứ đi từ từ như vậy á, nó sẽ đốt cái chất calorie chứ chất đường tốt lắm. Rồi sau đó thì lunch mình ăn món gì đây? Cuối tuần là chắc mình mua chai sake, rượu sake Nhật á, không lên uống. Mà hôm nọ đi chơi với con mua cái bình rượu để mình rót ra, mình hâm rượu sake lên uống. Yeah. Món thì món là món gì? Không biết nữa, chắc gà úp bia chấm nước mắm. Oh yeah, phải làm. Phải mua cái ớt về làm, phải làm một cái tô
nước mắm chấm học công thức làm sao cho nó ngon coi. Thật ra mình không có coi công thức, mình cứ đổ chí nước mắm, tí nước dừa tươi, cái rồi cái bỏ chí chanh hay giấm, rồi cái đếm người ta mới vừa miệng là ok rồi. Sân tennis quánh một mình nè, mua cây vợt có đánh được cái hai lần nè. Bởi vì nhiều khi thích thú cái này, làm cái mua xong cái chơi được, làm được một hai lần cái rồi dục cái đó. Hello sóc, con sóc nó ngồi trong góc, nó đưa cái lưng ra ngoài, nó là sóc con, ủa con cóc chứ quên. Từ từ tới. Giống con chuột quá. Lúc nãy mình đi ngang rừng thông, bây giờ mình đi ngang rừng cây này, cái loại cây này mình cũng chẳng biết có cây gì nữa. Kế bên cái xa lộ 680. Đây. Nó có còn sắp. Hướng này chạy về hướng bắc, hướng north, đi về Sacramento, lên trường học con gái. Đây, vào trong rừng cây. Đi được nửa vòng công viên mà thấy thấm mệt rồi ta. Tại vì sáng giờ lăn xăng chạy lên chạy xuống cầu thang nó chắc vậy. Không sao, đi xong đói bụng. Chưa nghĩ ra mình mua ăn cái gì ăn. Nhưng mà thèm phở quá trời. Nói tới phở, hồi đó mình đi học lớp 6, lớp 7 á, mình học ở ngã tư Bảy Hiền á, nhà thì ở tuốt ở trong Trung Chánh. Đi học 8 giờ sáng tụ trường này, thì sớm lắm, 5 giờ sáng phải ra đón xe đò, đi hai chuyến xe đò mới tới tới ngã tư Bảy Hiền, là lội bộ từ ngã tư Bảy Hiền vô trường. Thì có lúc ông anh ổng đi học cùng giờ cùng lúc ấy, ổng chở với Honda, ổng chở cho đi. Thì mình nhớ thường thường ổng hay cho ăn phở. Mà sáng sớm 5 giờ sáng á, có cái bác người Bắc thương phái binh cục một cái chân thì phải, nấu cái quầy phở nè. Phở đơn giản, không có giá, không có rau. Phở mà người Bắc mà chỉ có hành lá thôi. Mà mình nhớ rất là đơn giản, có trái ớt thôi, không có tương nha. Tương ớt thôi, không có tương, tương để đen. Mà mình nhớ ăn tô phở nó vừa ngon mà nó vừa đã, ăn xong cái đi học ấy sảng khoái luôn, thấy thích thú vui cả ngày. Mình nhớ vậy đó. Ngày cái ngoài chợ hơi Trung Chánh, khu xóm đó thì cũng người Bắc nhiều lắm. Mình dân miền Tây lên đó ở chơi mấy đứa nít chân người Bắc không mắc cười lắm. Dạ hồi nhỏ chơi nhau xong rồi gây lộn mắc cười, chửi nhau Bắc kỳ Nam kỳ đúng tung. Nhớ câu gì mình Bắc kỳ gì mà ăn rồi loại rau muống gì lúng tung bên. Công nhận nhỏ kỳ thị dân cùng dân tập nhau mà cái chửi nhau quá lung tung ăn. Lúc chơi thì thân lắm, đến lúc mà gì cái quạo vỏ chửi nhau.
mà mình chửi đâu bây giờ chửi lại đâu. Nhưng mà không quýnh lộn nha, chỉ có chửi đã rồi cũng cài cài sau chơi lại. Tuổi thơ. Nắng ấm bao nhiêu độ? Nhiệt độ hiện tại thì 50 mấy, rất là mát luôn. Nhưng mà trời rất nắng, nắng ban, mặc cái áo ấm vậy chứ đi đổ mồ hôi lưng. Đi nãy giờ cũng sắp được một vòng rồi, mình đi tới cuối đường đó, mình quẹo một cái là tới cái chỗ đậu xe mình là 2 km. 2 km thì nhẹ nhàng thôi ha. Hay mốt mình ra đây mình chạy một vòng, chạy luôn á. Chạy nếu như đầu gối nó không có bị đau. Tiếng máy bay du lịch. Du lịch tới du lịch lui. Đi đây đi đó. Mấy đứa mà làm vlog xong rồi đi du lịch kiếm tiền sống cũng hay, hay thiệt. Mình hồi lúc mình qua đây mình cái đầu óc mình nó bị ảnh hưởng là phải học cho xong, việc làm cho tốt, công việc là phải này kia kia nọ, chứ còn cái ở đó mà ham bỏ đi chơi lang bang vậy đâu có được. Nhiều người thì mỗi người mỗi ý, miễn sao sống vui thôi ha. Nghèo mà sống có chất lượng, hạnh phúc, vui vẻ. Đi làm lương tốt tối ngày, cứ từ sáng đến chiều cắm cổ trong văn phòng làm việc, từ bù đầu năm nghỉ được vài ngày, có cái nhà to, chạy xe mặc xe đi, mà cuối cùng trả nợ chết mà. Anyway, phàn nàn nữa ha các bạn. Đi được một vòng công viên rồi, thôi chắc thấy thấm mệt, thôi bây giờ mình đi chợ. Chợ rồi cũng chưa suy nghĩ ra biết mới lấy mua món gì cho thằng con nó ăn chưa. Mình thì không cần thiết lắm, nhưng mà thằng con thì mình phải cho nó ăn đầy đủ chất dinh dưỡng để nó học hành, mai mốt nó có tiền nó nuôi lại. Nói chứ mình cũng không có mong chờ con cái nó nuôi mình. Mình chỉ cầu cờ nó, mong chờ cho nó mà có việc làm tốt là cho mình thảnh thơi đi chơi thôi, chứ còn mình không có cần nó phải báo hiếu. Ok thôi, mình tạm ngưng đây nha, đi chợ.